Rồi, xin thưa bà con cô bác, sáng nay ba Mego lại lấy thêm một dòng comment nữa sau khi uống vài ngụm cà phê rồi. Nhờ anh của bạn Trần Iris C2Z, dòng này YouTube nó để cái tên các cô chú bác ngộ lắm. Nó cứ A cộng rồi xong nó móc ra nó qua một cái dòng chữ gì đó. Thế hồi đó thì có tên cho nên ba Michael sẽ nhớ được tên của các cô, các chú, các bác, các bạn. Còn giờ không biết tên gì. Trần Iris gạch ngang C2Z, nhờ anh có thể quay clip tại chợ Ông Địa Tân Bình và hẻm 373 xẹt 152 xẹt 36 xẹt 1B. Wow, cái này phải coi lại nè. Xẹt 152, xẹt 36, xẹt 1B, 1, 2, 3. Wow, cái này là đặc trưng của Sài Gòn đó bà con. Hẻm Sài Gòn, đúng nghĩa luôn. Vì nhà em lúc trước ở địa chỉ này ạ. Hiện tại em đang ở Mỹ, nên muốn xem cuộc sống ở đây có thay đổi gì không. Chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, ok. Vậy thì hôm nay mình sẽ đi lên trên hướng đó nha. Bà con, cô bác, anh chị và các bạn cùng với ba Michael chạy lên đó. Giờ làm thêm miếng ngụm cà phê nữa, chứ không hồi lát nữa là ly cà phê này ba Michael bỏ luôn á. Bây giờ là 7:45 nha bà con. Ngày 18 tháng 10 2024. Chiều mai là tầm khoảng 3 giờ chiều là ba Michael sẽ lên xe đi về Cần Thơ. Ba Michael sẽ có một đêm ở bến Ninh Kiều. Rồi sáng hôm sau ba Michael sẽ đi Chợ Nổi. Và trong cái buổi sáng đó, sau khi đi Chợ Nổi về ăn sáng xong thì không biết có đi đâu không. Dự tính là sẽ thuê một chiếc xe gắn máy. Rồi sau đó ba Michael chạy vòng vòng ở thành phố Cần Thơ. Chứ thật ra ba Michael cũng chả biết quay gì ở dưới nữa. Chủ yếu là đi Chợ Nổi. Chợ Nổi đó chắc ta gọi là Chợ Nổi Cái Răng đó. Nó cho mấy đứa nhỏ nó biết. Về Cần Thơ là chỉ chủ yếu vậy thôi đó bà con. Chứ giờ cũng chưa biết quay gì dưới đó. Mà cũng không biết có ai thổ địa chỉ dẫn ba mày rồi đi hay không. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Rồi, đường này là 447 đường Hậu Giang, cũng là những cái con đường cũ, nhưng mà hôm nay bà con có bác thấy nè, hoa đó, người ta trưng hoa rất là nhiều, tại vì ngày 20 tháng 10 đó. Cái bốt này hồi xưa trước năm 75 là cái bốt Nguyễn Văn Tố. Cầu này cầu Hậu Giang. Năm nay là năm đặc biệt, là ba Michael trong ban đại diện, ba Michael không tặng hoa. Bởi vì năm nay ba Michael thực hiện cái thông tư 55. Ba Michael cũng không thu quỹ luôn. Năm nay ba Michael không chơi cái gì hết. Chỉ có ngày 20 tháng 11 thì chắc có lẽ là sẽ tặng hoa. Tại vì ngày đó là ngày quan trọng. Năm nay ba Michael không thu quỹ lớp luôn rồi con. Mà không thu quỹ thì làm gì có tiền để mà tặng. Cho nên khỏi tặng luôn.
đây hồi xưa là trường Quốc Việt nè. Cầu này là cái cầu Bình Tiên. Thì sáng nào ba mẹ cũng đi dạo Chợ Lớn vòng vòng mấy khu vực này. Rồi lát nữa mình sẽ đi hướng về chợ Ông Địa nha bà con. Trong cái video này thì tới chợ Ông Địa trước thì không được thì không thôi thì nhờ anh hay nhờ bác thì nhờ cô chị coi video thứ hai. Một ngày ba mẹ cậu có hai video nha bà con, sáng 6 giờ sáng và chiều 5 giờ chiều giờ Việt Nam. Trong chuyến đi Cần Thơ này ba mẹ cậu chắc không có phim lên kịp thì cuối tuần này thì có gì nếu mà có những cái video cũ thì mong bà con cô bác xem ủng hộ giúp ba mẹ cậu. Còn hôm nay chờ ba mẹ cô đi về Sài Gòn lại rồi ba mẹ cô đăng phim Cần Thơ lên hai bà con ha. Rồi các cô chú anh chị và các bạn nào muốn ba mẹ cô quay gì với Cần Thơ thì có bác comment giúp ba mẹ cô. Tại vì chắc chắn là chắc sẽ thuê chiếc xe gắn máy rồi đó. Còn thuê xong thì làm gì thì không biết. Bên kia có đám ma để mình đứng lên. Ba mẹ cô quan sát cho bên trong là như là chuẩn bị động quan đó bà con. Xưa là cái rạp hát Hương Bình. Ở đây là chợ Bình Tiên nè bà con. Trời ơi coi heo quay kìa, cầm máy kìa bà con. Một máy, hai máy, ba máy, bốn máy. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi ôi, bốn máy, năm máy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi ôi. Ủa mày làm gì mà tự nhiên mà dịch quay hay quay nhiều vậy? Ôi ôi, khủng khiếp thiệt. Bình thường có một máy, hai máy, hôm nay năm máy vô quay vô đó luôn. Ghê quá. Ôi ôi, chợ Bình Tiên hôm nay cũng đông quá trời nè. Tinh Woo-hoo!
Chợ Bình Tiên hôm nay đông quá ta. Này đông quá ha. Mệt quá. Trong dần đi vô mấy cái chợ mà nó đông xe nó mệt. Bà con ngồi đầy đường á. Ui chà, cái chợ này nó hơi bị nước nè. Ở đây mấy người bán thường hay gọi là ché bà con. Bà con của bác có biết ché là gì mà con? Đây bánh bánh người Hoa ở đây có đủ hết. Lực lượng nó đang đứng chuẩn bị ra quân đó, mà ra quân ghé lát nữa bà con của bác á, mà ba mẹ cậu có quay 2-3 lần rồi đó. Cái lực lượng này mà đi ra quân ghé là ở đây là bà con của bác xách đồ ôm đồ chạy đó, bây giờ đang đứng nè bà con. Wow, hôm nay chợ Bình Tiên đông quá. Nguyên sắp tiền luôn. Trời ơi. May á, may mà những người dân ở đây người ta tốt bụng á bà con, chứ không thôi là coi như là coi như là gia đình hôm đó là coi như hôm nay là khỏi ăn luôn rồi đó. Hồi đó bà con bác có nhớ cái từ mà mất số gạo không? Trời ơi. Cái mặt mà ai mà buồn buồn đó, bị mất số gạo á. Nãy bà mày còn thấy một cọc tiền luôn rớt xuống. May mà bà con ở đây, người dân người ta tốt bụng á, người ta kêu á. Chứ không thôi là cái sắp tiền đó là chắc cỡ một ngày ăn á. Hôm nay đi chợ như là gia đình đó đói meo luôn á. Bà con bắt đầu mấy cái xe nè, kéo đồ chạy nè, họ đi họ giáo giác không nhìn, họ dạo tới dạo lui,
Mấy người này buôn bán khổ lắm bà con, không có sung sướng đâu. Bán buồn mà cái vừa bán mà cái con mắt phải lau liền lau liếc à. Chứ không thôi là bên đô thị người ta ập tới người ta bắt. Này bánh trung thu đồng ký nè, chắc chỉ bán có ngày trung thu thôi chứ còn bình thường thì không có buôn bán. Tại vì đặt cái bảng hiệu mà bánh trung thu đồng ký là tức có nghĩa là thường chắc bán một mùa rồi chắc ăn cả năm á. Con đường này đường Mai Xuân Thưởng, giờ 30 rồi sẽ chở bà con bác đi trà đèn đỏ. Giờ mình sẽ đi hướng lên chợ Tân Bình nha bà con. Ủa đó phải chợ Ông Địa mới đúng chứ, chợ Ông Địa. Giờ đi đường nào lên ta? Giang. Chúng ta vừa mới đi ngang qua chợ Mai Xuân Thưởng. Ồ, bánh lọt, bánh thánh lá. Bánh thánh lá này phải ăn với tôm khô. Bình bình tây. Con đường này là đường Lê Quang Sung. Đường Lê Quang Sung này hồi đó nó là đường Trương Tướng Vũ bà con. Dịch quay quỳnh gia nè. Wow, mày dịch quay heo quay chân nhiều quá ha. Chúng ta đang đi trên con đường Trương Tướng Vũ năm xưa. Thank you.
ta đi tới số 265 Lê Quang Sung rồi. À, tới đây là tới cầu cây gõ nè bà con, chợ cây gõ. Ở đó bên tay phải và mì gò đây là có một cái bốt của địa phương quân. À, đây là cây gõ nè, à, cầu cây gõ là đây nè, lên cầu. À, giờ bắt đầu mình xuống dốc. Sáng ban hủ tiêu về, chiều ban hủ tiêu tìm. À, mình ra tới đây là bùng bên cây gõ. Đây, xin thưa bà con bác, nơi đây người ta gọi hồi xưa là trường là bùng bên cây gõ, có tượng đài Lê Lợi đây. Bên tay phải là trường Nguyễn Đức Cảnh, trường này hồi xưa tên là trường Minh Phụng. À, ở đây là giao lộ giữa đường Hồng Bàng nè. À, hồi xưa cái công trường này người ta gọi là công trường Duy Linh.